Test cái nồi viết Honda Lit 110 nè. Để lâu rồi nó yếu quá, nó lì rung nữa, chạy không nổi. Nồi là đậu kêu rồi. Làm là khắc phục cái lỗi kêu cọc cọc này luôn. Xe nó nhẹ, nó móc hơn. Rồi nhìn nó lên tới mấy này nó đứng rồi, nó không có lên hết thôi. Mình làm xong nó mở tua luôn. Đấy, làm xong mình quay cho anh em xem. Chạy cũng mấy chục ngàn cây rồi. Đây chiếc SH Việt 2020 với lại chiếc Ninja Leo 110 làm full nồi. Chiếc hai lọc gió. Nồi mình phay cánh bi bẻ độ rồi mình vớt theo bài để kêu con rò nó mở lên đây luôn, còn zin nó lên tới đây thôi nha. Nồi 110 cũng vậy, 110 nhỏ xíu. Rồi bố nè, chuông nè, so làm hết luôn. Hai lọc gió đằng trước nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái zin thì nó bằng giấy nè, nó không có nhiều gió nha. Chạy thời gian lâu là nó dơ, đóng bụi, không ngon nữa. Do trời gió nó nhiều, đi nó vừa ít hơn xăng mà xe nó mạnh hơn. Ở đây giờ mình lắp vô, mình test từng xe cho anh em xem nha. Đây chiếc Ninja Leo khi mình làm nồi mở tua rồi không à, hát cái nồi đây mình dặn cho anh em xem nó khác rồi nha. Dặn là cái dây nó tràn qua luôn, nó mở hết tua luôn, nó lên nó miếng luôn rồi, nó qua đây luôn rồi đó. Mình thêm lại cái này rồi. Mình lắp cái nồi rồi mình test thử cho anh em xem nè. Xe này zin nó yếu xìu à, phải làm nồi nó mới mạnh được vậy. Rồi, anh em nhu cầu liên hệ mình nha. Rồi giờ bao chạy ăn. Đây, số công việc của anh em nha, nó 300 khách việc 3 đi lăng.
sần xe trong nhà làm ra đây.